Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Dự báo trong 3 ngày tới từ 17 đến 19 tháng 5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phát triển và mở rộng thì gió tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển của miền Trung cũng như là khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa sẽ thịnh hành gió có hướng Nam Đông Nam với cường độ trong khoảng cấp 4. Riêng Bắc Vịnh Bắc Bộ thì gió sẽ mạnh hơn một cấp ở khoảng cấp 5. Thời tiết tại các vùng biển phía Bắc sẽ phổ biến là ít mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng ở trên 10 km. Trong khi đó, các vùng biển còn lại của phía Nam bao gồm từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan và phía Nam của Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa. Gió Đông Nam đến Nam thịnh hành trong đêm nay và ngày mai, sau chuyển dần sang hướng Nam đến Tây Nam, nhưng sẽ tiếp tục thổi yếu nên tình trạng biển bình thường, sóng thấp dưới 2 mét. Mưa tại các vùng biển phía Nam thì cũng không nhiều, chỉ là mưa rào cục bộ trong thời điểm về đêm, nên nhìn chung ban ngày tàu thuyền vẫn có thể lưu thông bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tiếp theo mời quý vị và bà con đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong 3 ngày tới gió phổ biến có hướng Nam và cường độ sẽ trong khoảng cấp 5, sóng biển cao xấp xỉ 2 mét, nên các tàu thuyền nhỏ cũng như là các thuyền thúng bùng của bà con ngư dân khi lưu thông thì cần lưu ý đề phòng. Trong khi đó, thời tiết trong những ngày tới sẽ tiếp tục ổn định, trời có mây thay đổi, mưa ít và tầm nhìn thông thoáng. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết ít có sự biến đổi, trời có mây thay đổi, mưa rào nếu có thì cũng chỉ xảy ra vài nơi ở vùng ven bờ vào lúc chiều tối, nên nhìn chung là vẫn thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Trong 3 ngày tới, gió cũng thổi theo hướng Nam với cường độ trong khoảng cấp 4 đến cấp 5, nên tình trạng biển bình thường, sóng biển sẽ dao động từ 1 đến 2 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, trong 24 đến 72 giờ tới, gió thịnh hành theo hướng Nam Đông Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3 đến cấp 4, sóng biển sẽ không cao quá 1,5 mét, biển ổn định. Đồng thời, ban ngày trời có nắng, tầm nhìn tốt, mưa hầu như ít có khả năng xảy ra, nên sẽ thuận lợi cho hoạt động đánh bắt gần và xa bờ của bà con ngư dân. Xuống tới vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, tình trạng biển cũng ổn định trong 3 ngày tới khi mà gió phổ biến sẽ có hướng Nam Đông Nam với cường độ yếu. Thời tiết sẽ có mây thay đổi, mưa ít, tầm nhìn xa trên 10 km và ủng hộ cho mọi hoạt động hàng hải. Ngoài ra, tại Nha Trang thì thủy triều trong 3 ngày tới sẽ đạt mức xấp xỉ là 2 mét trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ hàng ngày. Vì thế, tàu thuyền lưu thông cũng cần chú ý. Với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, dự báo gió có hướng Nam Đông Nam trong đêm nay và ngày mai, sau sẽ chuyển dần sang hướng Nam đến Tây Nam nhưng tiếp tục có cường độ yếu, phổ biến chỉ trong khoảng cấp 3, cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết có mây thay đổi, mưa rông nếu có thì cũng chỉ xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối, nhìn chung là sẽ ít gây trở ngại cho hoạt động hàng hải. Chuyển sang vùng biển phía Tây từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Từ nay tới ngày 19 tháng 5, thời tiết sẽ tương đối ổn định khi trời có mây thay đổi, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào lúc chiều tối, gió Nam Đông Nam thịnh hành trong đêm nay và ngày mai, sau sẽ chuyển hướng Nam đến Tây Nam nhưng tiếp tục thổi yếu, chỉ khoảng cấp 3 nên sẽ an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Còn tại Vịnh Thái Lan, tình trạng biển cũng sẽ không có biến động khi mà gió trong 3 ngày tới chỉ thổi với cường độ yếu. Thời tiết cũng không có nhiều trở ngại, đặc biệt là trong đêm nay và ngày mai, với mưa xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi vào lúc chiều tối. Ban ngày tầm nhìn tốt, biển lặng, sóng êm và thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Sau đó sang đến ngày 18 và ngày 19 tháng 5, mưa rào có khả năng tăng hơn với diện rải rác trên khu vực. Tuy nhiên cường độ thì chưa nhiều nên nhìn chung là ít gây trở ngại đến tàu thuyền có trọng tải lớn. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Trong 3 ngày tới, gió thịnh hành theo hướng Nam Đông Nam với cường độ mạnh nhất thì cũng chỉ đạt tới khoảng cấp 4, nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết từ nay cho đến những ngày cuối tuần được dự báo là khá tốt với mưa ít, tầm nhìn thông thoáng và thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Xuống đến khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc. Cho đến thứ 7 tuần này thì gió có hướng Nam Đông Nam và hoạt động ở mức cấp 3 đến cấp 4 nên biển ổn định. Sóng biển sẽ dao động từ 0,75 đến 1,75 mét. Thời tiết được dự báo sẽ ít biến đổi với mưa ít, tầm nhìn xa trên 10 km, tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây. Dự báo trong 3 ngày tới gió có hướng Nam Đông Nam và cường độ gió cũng chỉ khoảng cấp 3 nên tình trạng biển bình thường. Thời tiết được dự báo là ít có biến động đặc biệt với mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi về đêm nên nhìn chung là ít gây trở ngại trong hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.